Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã tiếp đoàn doanh nghiệp Boras Thụy Điển. Tại buổi tiếp, đại diện phía doanh nghiệp Boras Thụy Điển, bà Jessica Manusson cho biết, sau khi đi khảo sát thực tế tại bãi Rác Khánh Sơn và làm việc với một số đơn vị chức năng của Đà Nẵng, doanh nghiệp Thụy Điển rất mong muốn được đầu tư một nhà máy xử lý rác thải tại bãi Rác Khánh Sơn với công nghệ đốt phát điện và công suất đủ lớn để đảm bảo xử lý về lâu dài, đồng thời đầu tư hệ thống thu hồi khí ga tại bãi rác. Đây là hai lĩnh vực mà phía Thụy Điển rất quan tâm và có nhiều kinh nghiệm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, đề xuất của phía doanh nghiệp Thụy Điển đúng vào thời điểm Đà Nẵng đang cần một nhà đầu tư đưa công nghệ mới vào xử lý rác thải. Với sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, Phó Chủ tịch tin rằng việc tiếp tục hợp tác cho những dự án mới này sẽ thuận lợi và hiệu quả. Phó Chủ tịch Giao sở Tài nguyên Môi trường và Sở Ngoại vụ Thành phố làm đầu mối cùng với doanh nghiệp Thủy Điển trao đổi bàn bạc cụ thể hơn về đề xuất dự án.